Tin mừng theo Thánh Luca. Đức Giê-xu còn nói với các môn đệ rằng: Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cả nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: Tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Anh hãy phúc trình về công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng: Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi. Để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất: Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác: Còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 1000 thùng lúa. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Trân quý và khao khát ơn cứu độ. Bài học từ sứ điệp tin mừng hôm nay, chắc chắn Chúa không muốn ta ứng xử như tên đầy tớ bất lương, nhưng Chúa muốn ta sắp xếp cuộc đời mình, lo lắng cho sự sống đời sau của mình. Dẫu biết rằng Thiên Chúa chúng ta rất mực xót thương, nhưng không ít khi chúng ta lạm dụng lòng xót thương của Chúa. Thiên Chúa cho chúng ta tự do để chọn lựa Chúa, nhưng nhiều khi chúng ta lạm dụng tự do để khước từ người. Hãy học cách đối xử khôn khéo của con cái loài người, nhưng hãy hành xử như con cái ánh sáng, con cái tự do của Thiên Chúa, những người biết trân quý và khát khao ơn cứu độ.